Xin chào các bạn, hiện tại ở đây mình đang có hai chiếc điện thoại iPhone, một chiếc đã được update lên phiên bản iOS 13.5 và chiếc còn lại thì vẫn chưa được update. Và hôm nay thì mình sẽ thử cái tính năng mới mà Apple đã cập nhật, đó chính là khi đeo khẩu trang thì tự động sẽ đề xuất mở khóa bằng password. Xin chào các bạn, ngày hôm qua mình đã có làm một cái clip là thử cái tính năng khi mà mở khóa có đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang, nhưng mà làm nhanh quá thì nó có một chút sơ suất. Và bây giờ thì mình muốn cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn. Thì mình đã có hai chiếc điện thoại, một chiếc là mình đã có cập nhật lên phiên bản iOS 13.5 rồi và chiếc còn lại thì mình vẫn chưa cập nhật gì hết, cho nên là mình sẽ thử luôn bây giờ. Đây, mình sẽ tắt hai chiếc điện thoại này lên và mở bằng Face ID trước nha, để cho các bạn thấy đó là chiếc điện thoại của mình. Đó là nó lên rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đeo khẩu trang vào. Rồi bây giờ mình đã đeo khẩu trang rồi và mình sẽ thử trên chiếc điện thoại chưa update nha. Ở đây thì đó, nó sẽ nhận diện Face ID. Khi mình vuốt lên thì nó vẫn sẽ nhận diện Face ID. Xong rồi sau đó nó mới đề xuất cho mình là nhập password vào. Còn với chiếc điện thoại đã update rồi thì khi mình bật lên, đó, nó không nhận diện được, nó rung một cái thì nó kêu mình vuốt lên để mở khóa. Thì khi mình vuốt lên sẽ hiện ra một cái phím số để chúng ta nhập password vào. Và cái điều này thì nó không có như mình nghĩ là khi mà bấm lên và vuốt lên thì nó sẽ ra một cái phím số liền. Nhưng nó mất cái khoảng thời gian để nó nhận, xong rồi mình vuốt lên nó mới hiện cái password ra cho mình nhập. Tiếp theo thì mình sẽ thử cái trường hợp là nhiều bạn đeo khẩu trang theo cái kiểu là đeo chừa cái lỗ mũi ra như thế này thì như thế nào. Đối với chiếc điện thoại chưa update thì như thế nào nha. Mình đây, nhận diện Face ID, kêu vuốt lên thì nó vẫn bắt mình nhận Face ID, xong rồi sau đó mới đề xuất mật mã. Còn với chiếc điện thoại đã update rồi thì như thế nào. Đây, yêu cầu là vuốt thì mình vuốt lên, nó sẽ nhận Face ID và nó sẽ bắt nhập mã. Để mình nhập mã nha. Đó, thì với trường hợp này thì nó nhận diện là chắc là mình không có đeo khẩu trang, và khi đó là nó sẽ kêu mình là nhập Face ID trước, cho nên là khi mà đeo khẩu trang hết gương mặt thì nó mới nhận diện là đã hết. Và mình thử nhiều lần thì khi mà mình đeo khẩu trang như thế này nè, đôi khi mình vẫn mở được luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ kéo khẩu trang xuống hết cầm. Đó thì để xem như thế nào. Đây, Face ID đã mở lên và đây, Face ID cũng mở lên luôn. Tức là cả hai chiếc điện thoại đều nhận Face ID. Và có một cái lưu ý mình đã rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua là mình làm vội, đó chính là khi mà chúng ta mở quá nhiều, mở nhiều lần á, thì khi đó nó sẽ không nhận diện Face ID nữa và nó bắt chúng ta phải nhập password để có thể mở khóa. Rồi như vậy sau nhiều trường hợp mình thử trên cả bản update và chưa update, thì với cái bản chưa update đó, khi mà nó nhận không ra Face ID thì nó bắt mình vuốt lên. Khi mình vuốt lên nó sẽ check Face ID một lần nữa và phát hiện là sai thì nó mới đề xuất cho mình một cái password. Với chiếc điện thoại đã được update rồi thì khi nó không nhận diện được Face ID thì bắt mình vuốt lên. Khi đó mình vuốt lên dường như là nó đã nhận diện là gương mặt này đã đeo khẩu trang, cho nên nó bắt mình nhập password ngay, không có phải qua một cái bước check Face ID nữa. Nhưng mà có một câu hỏi được đặt ra ở đây là có phải nó nhận diện được là người đó đang đeo khẩu trang hay không, hay là với một gương mặt khác không nhận được Face ID thì nó sẽ tự đề xuất như vậy. Để kiểm chứng điều này thì mình sẽ nhờ anh Huy sẽ là một gương mặt khác làm cho mình trên chiếc điện thoại đã được update. Đó, nó phát hiện là gương mặt lạ cho nên là nó không nhận Face ID, lại tiếp tục nhận Face ID một lần nữa, xong rồi mới đề xuất là cái password. Cái bước này nó sẽ khác hoàn toàn so với việc là đeo khẩu trang. Như vậy là trên phiên bản đã cập nhật rồi, nó có khả năng phân biệt được là người đang đeo khẩu trang hoặc là một cái gương mặt lạ. Đó, đơn giản như vậy thôi.